Thưa quý vị, mặc dù mới lên kệ vào ngày hôm qua 25 tháng 9, bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus đã cháy hàng tại cửa hàng ở 12 thị trường lớn như Singapore, Australia, Trung Quốc, Mỹ và New Zealand và một số những các trang bán lẻ online của Apple. Tất cả các phiên bản iPhone 6S đều được bán ra chỉ trong một thời gian rất ngắn, cho thấy được sự quan tâm của người tiêu dùng vẫn không hề thuyên giảm chút nào đối với trái táo cán dở này. New Zealand và Australia là hai thị trường bán iPhone 6S và 6S Plus sớm nhất thế giới. Tại một cửa hàng Apple ở thành phố Sydney, Australia, bắt đầu đón nhận hàng trăm người xếp hàng qua đêm từ ngày hôm trước, mặc dù thời tiết trước đó ở Australia không thuận lợi, mưa và nhiệt độ xuống tới 10 độ C. Điểm đặc biệt trong dòng người mua iPhone năm nay ở Australia còn là sự xuất hiện của robot Lucy. Nó thuộc về Lucy Kelly. Cô đã cùng robot xếp hàng từ 5 giờ sáng ngày 24 tháng 9 nhằm trình diễn công nghệ mới. Tôi đã là một trong những người đầu tiên tại đây sở hữu chiếc smartphone mới này. Tôi rất thích các tiện ích mới của nó, đặc biệt là phần camera chụp ảnh. Còn tại Singapore, từ 8 giờ sáng, một số cửa hàng Apple tại đây đã bắt đầu mở cửa. Tuy nhiên, iPhone 6S và 6S Plus màu vàng hồng Rose Gold có dấu hiệu cháy hàng nhanh nhất. Do khan hiếm, thậm chí nhiều người lùng mua iPhone 6S vàng hồng đã sẵn sàng trả thêm 300 đô la Mỹ cao hơn giá gốc. Theo một nhân viên cửa hàng Apple, tất cả các phiên bản iPhone 6S, cả 4 màu, xám, bạc, vàng và vàng hồng, 3 phiên bản dung lượng lưu trữ 16, 64 và 128GB đều đã cháy hàng. Truy cập vào trang đặt hàng, người dùng sẽ nhận thông báo máy giao hàng chậm trong 1 đến 2 tuần. Trong khi đó, phiên bản iPhone 6S Plus thậm chí đã hết hàng sớm hơn. Đây không phải là hiện tượng lạ, mỗi lần smartphone của Apple lên kệ. Thông thường các năm, người dùng khó có thể nhận máy đúng ngày ra mắt, trừ khi họ đặt trước ngay khi trang đặt hàng của Apple mở bán. Và năm ngoái, Apple gặp tình trạng cháy hàng tương tự với iPhone 6 Plus, thậm chí nhiều người không thể mua máy sau vài tuần kể từ khi hãng mở bán.